Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại quyết định số 1676 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, đã định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế xã hội đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, bảo đảm tính liên kết, khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng thế mạnh, hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn. Báo cáo quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm các nội dung chính sau. Phần 1. Hiện trạng phát triển của tỉnh Sơn La. Sơn La là tỉnh miền núi biên giới, nằm ở vị trí trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, giáp với 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Có diện tích tự nhiên hơn 14.000 km2, lớn thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố cả nước, cách Hà Nội khoảng 300 km, nằm trên trục quốc lộ 6 Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Tỉnh Sơn La có 12 đơn vị hành chính, gồm thành phố Sơn La và 11 huyện, với hơn 274 km đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dân số có trên 1,3 triệu người, với 12 dân tộc sinh sống, đã tạo cho Sơn La có nền văn hóa dân tộc đặc sắc, phong phú về lễ hội truyền thống, phong tục, trang phục, ẩm thực, nổi bật là nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sơn La có nền kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực và đang có sự tăng trưởng tích cực. Năm 2020, quy mô GDP đạt trên 55.300 tỷ đồng, GDP bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng trên người trên năm. Trong đó, với lợi thế về khí hậu, đất đai, trên 1 triệu hectare đất nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được trên 84.000 hectare cây ăn quả, có 17 sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu sang 21 nước, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật, Nga, Hàn Quốc. Có 110 sản phẩm OCOP, 280 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn. Đặc biệt, với hai cao nguyên rộng lớn nằm dọc tuyến quốc lộ 6 là cao nguyên Mộc Châu và cao nguyên Nà Sản, có độ cao trung bình 800 đến 1.000m, đặc trưng khí hậu cận ôn đới, đất đai màu mỡ, rất thuận lợi cho phát triển chè, cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa và các loại rau, hoa. Nơi này đã và đang được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư áp dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giá trị kinh tế lớn. Công nghiệp duy trì phát triển theo hướng tích cực, vừa đảm bảo tăng trưởng, vừa cơ cấu lại theo đúng định hướng. Trọng tâm là công nghiệp sản xuất điện từ năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông sản. Khai thác hiệu quả tiềm năng thủy điện của hai con sông lớn là sông Đà và sông Mã và các suối thuộc lưu vực. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 60 thủy điện với công suất 3.790,5 MW. Tổng sản lượng thủy điện toàn tỉnh hàng năm đạt từ khoảng 12 đến 15 tỷ kWh, bằng 17% sản lượng thủy điện cả nước. Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 17 nhà máy, 543 cơ sở chế biến nông sản gắn với vùng nguyên liệu, tạo thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Đặc biệt Sơn La có lợi thế lớn để phát triển du lịch với nhiều địa chỉ hấp dẫn như du lịch Long Hồ, Thủy điện Sơn La, du lịch Ngọc Chiến, di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La. Điểm nhấn là khu du lịch quốc gia Mộc Châu được tổ chức giải thưởng du lịch thế giới World Travel Award bình chọn là điểm đến du lịch thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới. Du lịch Sơn La được đánh giá là trung tâm du lịch quan trọng trên hành lang du lịch qua miền Tây Bắc theo quốc lộ 6. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông kết nối giữa Sơn La với các tỉnh trong vùng đang từng bước được nâng cấp như quốc lộ 6 nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, tuyến cao tốc Hòa Bình - Sơn La đang được chuẩn bị đầu tư xây dựng. Các tuyến quốc lộ 37, quốc lộ 279 kết nối Sơn La với các tỉnh Đông Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ. Sơn La có cửa khẩu quốc tế Lóng Sập và cửa khẩu quốc gia Triềng Khương kết nối với các tỉnh phía Bắc, nước bạn Lào, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Trong quá trình phát triển, ngoài những thành tựu phát triển chung, Sơn La cũng xác định được các điểm nghẽn chính tác động đến sự phát triển của tỉnh, như điểm nghẽn về cơ sở hạ tầng, kết nối đối ngoại với các liên kết lãnh thổ, liên kết phát triển. Sơn La có địa hình bị chia cắt, hệ thống hạ tầng còn yếu và chưa đồng bộ. Tỉnh thiếu một số tuyến đường, công trình giao thông chiến lược để kết nối vùng.
Điểm nghẽn trong phát triển kinh tế nhanh và bền vững, ngành công nghiệp còn non trẻ, ngoài công nghiệp thủy điện phát triển mạnh thì các ngành công nghiệp còn lại như chế biến, chế tạo, khai khoáng đều có quy mô nhỏ, chỉ số IIP thấp. Ngành nông nghiệp trồng trọt mới phát triển, chưa có tính cạnh tranh cao. Ngành du lịch phát triển còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với tài nguyên, tiềm năng, lợi thế. Do đặc thù của điều kiện tự nhiên nên số lượng đô thị ít, hệ thống đô thị phân tán, phát triển chưa đồng đều, dân số đô thị chưa cao, tốc độ đô thị hóa và quy mô phát triển đô thị còn chậm, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh còn thấp. Năm 2020 đạt 14,85%, tính đến hết năm 2022 đạt 15,02%, thấp hơn so với tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc năm 2022 là 41,7%. Việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn chậm, thiếu nguồn lao động chất lượng cao, là tỉnh thuộc top 10 địa phương có khoảng cách giàu nghèo lớn nhất cả nước. Phần 2. Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển. Quan điểm, mục tiêu của quy hoạch tỉnh Sơn La đến năm 2030. 1. Phát triển tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu định hướng của các quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng và phương hướng phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. 2. Phát triển kinh tế theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, toàn diện, nhanh và bền vững, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng với công nghiệp năng lượng, khai khoáng, chế biến, chế tạo là nền tảng. Các ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn, giá trị tăng cao và du lịch là mũi nhọn đột phá. 3. Phát triển xã hội văn minh, thân thiện trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu và kết cấu hạ tầng xã hội, trong đó sắp xếp lại hệ thống đô thị, các điểm dân cư nông thôn trên cơ sở ưu tiên phát triển các đô thị lớn, có sức hút lớn, có nhiều việc làm và dịch vụ xã hội, gắn với các khu điểm kinh tế chuyên ngành, tạo lực kéo đẩy mạnh nhằm đẩy nhanh tốc độ và mức độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đô thị, sắp xếp và bảo tồn hệ thống các điểm dân cư nông thôn theo hướng nông thôn mới về đề cao sắc thái dân tộc, bảo tồn di sản văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xóa đói giảm nghèo. 4. Tổ chức không gian chiến lược cho các hoạt động kinh tế xã hội không tách rời một số định hướng phát triển quan trọng đã được lập theo các quy hoạch và dự án đã phê duyệt. Trong đó, cần làm rõ sự gắn kết với sự phát triển kinh tế xã hội của các vùng chức năng với các hành lang kinh tế của tỉnh, vùng nhằm thúc đẩy liên kết nội vùng, liên kết vùng, tạo đột phá, phát huy các tiềm năng thế mạnh, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh từng địa phương của tỉnh, gắn kết với vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Tập trung đầu tư phát triển và quản lý đô thị theo hướng xanh, thông minh, tiết kiệm tài nguyên năng lượng và bản sắc rõ ràng, nhằm đảm bảo các nguyên tắc gần tương ứng, cân đối lãnh thổ, kết hợp các chuyên ngành theo lãnh thổ, có tập trung, có phân tán, phù hợp với môi trường và quốc phòng an ninh, nhằm đảm bảo phát triển ổn định và bền vững. 5. Sử dụng hợp lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giữ vững cân bằng sinh thái, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới một nền kinh tế xanh, tuần hoàn và thân thiện với môi trường. 6. Gắn phát triển kinh tế xã hội với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường liên kết, phát triển hợp tác với các tỉnh, thành phố, các vùng trong nước, khu vực và quốc tế. 4. Không gian kinh tế. Tầm nhìn của quy hoạch tỉnh Sơn La giữ vững sự cân bằng giữa xã hội, kinh tế, môi trường, trong đó lấy phát triển và gia tăng giá trị kinh tế xanh, nhanh, bền vững là chiến lược chủ đạo. Dựa trên vai trò vị trí là trung tâm tiểu vùng Tây Bắc, định hướng của khung phát triển, tỉnh Sơn La xác định 4 không gian kinh tế đặc trưng hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm vùng đô thị và quốc lộ 6, vùng bao gồm thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn và huyện Thuận Châu, nằm trong miền ảnh hưởng của hai hành lang kinh tế kỹ thuật đô thị quốc lộ 6, cao tốc Hòa Bình Sơn La Điện Biên và hành lang sông Đà. Vùng có dân cư đông đúc, tổng vốn cơ sở vật chất lớn. Đặc biệt thành phố Sơn La là đô thị trung tâm, đồng thời cũng là cực tăng trưởng trung tâm. Huyện Thuận Châu có lợi thế về tài nguyên rừng và thủy năng lớn. Huyện Mai Sơn có cảng hàng không Nà Sản và cao nguyên Nà Sản với lợi thế về phát triển vùng nông nghiệp công nghệ cao.
đây sẽ là vùng phát triển động lực chủ đạo phát triển của tỉnh. Vùng cao nguyên Mộc Châu và phụ cận, bao gồm các huyện Mộc Châu, Vân Hồ và Yên Châu, nằm trong miền ảnh hưởng của hai hành lang kinh tế, quốc lộ 6 và quốc lộ 43, là vùng cao nguyên có cảnh quan đẹp, đất đai phì nhiêu, khí hậu trong lành mát mẻ, dân cư đông đúc. Tổng vốn cơ sở vật chất khá lớn, vùng có khu du lịch Mộc Châu là thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, được nhận giải thưởng điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu thế giới, được xác định là vùng động lực chủ đạo của tỉnh và là cực đối trọng phát triển với cực trung tâm thành phố Sơn La. Vùng lòng hồ và lưu vực sông Đà, vùng bao gồm các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Phú Yên, nằm ở miền ảnh hưởng của 4 hành lang kinh tế, hành lang sông Đà, quốc lộ 6, quốc lộ 279D và quốc lộ 4G và hành lang quốc lộ 43, là vùng lưu vực của sông Đà, dân cư đông đúc, đất đai phì nhiêu, dầu khoáng sản và các tài nguyên khác như rừng, thủy năng, nước ngầm, khí hậu, cảnh sắc hữu tình, đa dạng sinh thái, v.v. Thuận lợi cho phát triển đa ngành, đa lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp đặc thù, du lịch sinh thái, công nghiệp khai khoáng, chế biến, v.v. Vùng cao biên giới, bao gồm huyện Sông Mã và Sốp Cộp, nằm ở miền ảnh hưởng của 3 hành lang kinh tế như hành lang quốc lộ 6, quốc lộ 279G, quốc lộ 4G và hành lang Sông Mã, là vùng núi cao, đất đai phì nhiêu, tươi tốt, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đặc thù và dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. 3 kịch bản phát triển. Qua đánh giá hiện trạng cùng với nguồn lực địa phương, tỉnh Sơn La xây dựng 3 kịch bản như sau. Kịch bản 1, phát triển ổn định theo xu thế hiện tại, kịch bản cơ sở. Đây là phương án được xây dựng dựa trên giả định, cốt lõi là duy trì ổn định các động lực tăng trưởng hiện có. Nội dung chính của phương án này là phát triển ổn định theo xu thế dựa trên các điều kiện nguồn lực hiện tại, ít có những đột phá mới về mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành hàng chủ lực và không gian lãnh thổ. Kịch bản 2, phát triển nhanh theo hướng bền vững, kịch bản phấn đấu, là phương án phát triển trong điều kiện có nhiều định hướng đột phá. Nội dung chính của phương án phát triển này là phát triển nhanh kinh tế, đồng thời đảm bảo các vấn đề xã hội, dân tộc, bảo vệ khôi phục và gia tăng hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học, đảm bảo công bằng xã hội, gắn kết với ổn định, bền vững. Kịch bản 3, phát triển theo hướng tập trung, phát triển mạnh khu vực công nghiệp, kịch bản cao. Kịch bản này được xây dựng trên cơ sở tăng trưởng kinh tế theo xu hướng tăng trưởng nóng, dựa vào việc mở rộng nhanh, mạnh khu vực công nghiệp. Trọng tâm của phương án này là khai thác mọi nguồn lực, tập trung đầu tư, thu hút đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghiệp xây dựng, lấy vốn đầu tư làm nguồn lực tăng trưởng chính. Trên cơ sở phân tích dự báo tình hình kinh tế, những lợi thế khó khăn hạn chế của cả 3 kịch bản, Sơn La lựa chọn phương án 2 làm kịch bản phát triển trong thời kỳ quy hoạch, là phương án thỏa mãn được nhiều yếu tố, trong đó tối ưu về tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, phục hồi tái tạo và phát triển hệ sinh thái môi trường, đảm bảo công bằng xã hội giữa các thành phần xã hội, phù hợp với chiến lược phát triển vùng, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Theo đó, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt trên 8%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100-120 triệu đồng. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 25,8%. Tuổi thọ trung bình người dân đạt trên 75 tuổi. Tỷ lệ che phủ rừng đạt ổn định 50%. Phần 3, các khâu đột phá và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng. Với mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh trở thành một trong những tỉnh khá của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, là trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc, trọng điểm du lịch của vùng biên giới Việt Nam, Lào và vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ, tỉnh Sơn La xác định các khâu đột phá như sau. Đột phá ở các ngành, lĩnh vực kinh tế. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. Phát triển du lịch tỉnh Sơn La trở thành trung tâm du lịch của vùng Tây Bắc với các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, khác biệt, gồm du lịch sinh thái, nông nghiệp, du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và sức khỏe, du lịch chuyên đề, đưa Sơn La trở thành một điểm đến trong chiến lược điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt Nam. Phát triển kinh tế, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, dựa trên tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu vực trọng điểm, đô thị, các khu cụm công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Đột phá về chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh trong liên kết vùng. Chuỗi giá trị ngành hàng, nông, lâm nghiệp, thủy sản chủ lực gắn với công nghiệp chế biến.
sản phẩm cây công nghiệp, cà phê, chè, mía đường, maca, sản phẩm rau củ quả gắn với công nghiệp chế biến, sản phẩm chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản phẩm dược liệu, dược phẩm, chuỗi giá trị năng lượng tái tạo, thủy điện, năng lượng gió và mặt trời, chuỗi giá trị ngành hàng khai khoáng, nhóm khoáng sản kim loại, nhóm khoáng chất công nghiệp, nhóm khoáng sản nhiên liệu. Đột phá về phát triển không gian lãnh thổ, phát triển hai trung tâm đô thị, vùng đô thị trung tâm tỉnh, thành phố Sơn La, Hát Lót, trung tâm đô thị phía Đông Nam, Mộc Châu, Vân Hồ. Phát triển ba hành lang kinh tế, động lực chủ đạo, hành lang quốc lộ 6 và cao tốc Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, hành lang quốc lộ 279D, quốc lộ 4G và hành lang quốc lộ 43. Đột phá về các nền tảng phát triển khác. 1. Nguồn lực dân số, lao động và văn hóa. Đào tạo và sát hạch, cấp chứng chỉ cho lao động, cung cấp một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn, phát huy giá trị văn hóa toàn diện theo hướng văn minh, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc. 2. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tái cơ cấu nền kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh địa phương, thực hiện hiệu quả toàn diện các mục tiêu chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 3. Cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội kỹ thuật theo hướng đồng bộ hiện đại, xây dựng hạ tầng chống thiên tai, xử lý chất thải rắn và nước thải, nâng cấp thông tin viễn thông đáp ứng yêu cầu kinh tế số trên địa bàn tỉnh. 4. Tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cải thiện mạnh mẽ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư và thu hút nhân tài. Phương hướng phát triển các ngành lĩnh vực quan trọng. Về phát triển ngành nông nghiệp, xây dựng ngành nông nghiệp Sơn La theo hướng nền kinh tế nông nghiệp sản xuất hàng hóa có giá trị cao, hiện đại, bền vững, sức cạnh tranh cao trên cơ sở phát triển đa dạng hóa các loại hình canh tác như nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng có tiềm năng lợi thế, có sản lượng lớn, gắn kết với các ngành khác nhằm tạo lập sự hỗ trợ lẫn nhau về cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, máy móc, vật tư. Phấn đấu đưa Sơn La trở thành tỉnh trọng điểm nông nghiệp quốc gia, thuộc nhóm dẫn đầu trong vùng Tây Bắc và miền núi phía Bắc. Về phát triển ngành công nghiệp, tập trung ưu tiên thu hút đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp có lợi thế của từng địa phương trong tỉnh, trọng tâm là phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến nông lâm thủy sản gắn với phát triển bảo vệ rừng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất theo công nghệ tuần hoàn xanh, sạch, bền vững, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp sử dụng nhiều lao động, có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị, có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan tỏa cao đến các ngành kinh tế khác và khu vực. Đến năm 2030, Sơn La trở thành trung tâm chế biến nông sản và hiện đại của khu vực Trung Du và miền núi Bắc Bộ, là tỉnh có sản lượng điện sản xuất năng lượng tái tạo đứng đầu khu vực phía Bắc. Về phát triển ngành dịch vụ, phát triển ngành du lịch tỉnh trở thành ngành kinh tế trọng điểm mũi nhọn, là điểm đến an toàn hấp dẫn của vùng Trung Du, miền núi phía Bắc, cả nước và quốc tế. Nổi bật như khu du lịch quốc gia Mộc Châu, khu du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, khu du lịch Bắc Yên, Tà Sùa, khu du lịch đèo Pha Đin huyện Thuận Châu, khu du lịch Ngọc Chiến huyện Mường La, v.v. Các khu di tích lịch sử, chứng tích chiến tranh và trải nghiệm với cộng đồng cư dân vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Phát triển thương mại, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển hệ thống bán buôn bán lẻ trên địa bàn, hiện đại hóa ngành thương mại, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, các loại hình dịch vụ, phân phối chất lượng cao, quy mô lớn, hiện đại. Lĩnh vực tài chính ngân hàng, bảo hiểm, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng theo hướng đổi mới quy trình thủ tục và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển dần từ mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình kinh doanh số. Lĩnh vực vận tải logistics, khai thác lợi thế của hệ thống đường bộ, đường hàng không, đường sông để phát triển lĩnh vực vận tải và logistics đồng bộ hiện đại nhằm tăng tính cạnh tranh của tỉnh. Về các ngành văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất, cải thiện chất lượng giảng dạy và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chuyển đổi số và phát triển thành nền giáo dục thông minh. Phát triển giáo dục đại học, nghề nghiệp theo hướng đổi mới, tạo chuyển biến mạnh về số lượng, chất lượng và hiệu quả đào tạo. Y tế, hoàn chỉnh và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh,
chuyển đổi số, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các bệnh viện, ưu tiên đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến ở các bệnh viện tuyến tỉnh. Về văn hóa thể thao, nâng cấp bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở từ cấp tỉnh xuống đến huyện và xã, từng bước chuyển đổi số, xây dựng và phát triển văn hóa thể thao Sơn La trở thành nền văn hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc, lấy con người làm trung tâm và phát triển toàn diện về con người. Khoa học công nghệ, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Về an sinh xã hội, thực hiện tốt chế độ, chính sách và huy động xã hội hóa nguồn lực, chăm lo người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chương trình, đề án, dự án về giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động bất ngờ và xử lý kịp thời hiệu quả mọi tình huống, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phần 4. Phương hướng phát triển kinh tế xã hội. Về phương án phát triển vùng liên huyện, dựa trên nền tảng các liên kết nội vùng lẫn ngoại vùng, kết hợp giữa tiếp cận kinh tế xã hội và tiếp cận không gian lãnh thổ, hướng tới sự phát triển cân bằng và đồng chất giữa các huyện thành phố, tỉnh Sơn La quy hoạch xây dựng 4 vùng liên huyện gồm vùng đô thị và quốc lộ 6 gồm thành phố Sơn La và phụ cận, vùng cao nguyên Mộc Châu và phụ cận gồm huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Yên Châu, vùng Long Hồ và lưu vực sông Đà gồm các huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Bắc Yên, Phú Yên, vùng cao biên giới gồm huyện Sông Mã, Sốp Cộp. Phương án phát triển không gian và tổ chức lãnh thổ, tổ chức cấu trúc tổng thể không gian kinh tế xã hội tỉnh là sự sắp xếp phối hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt xã hội trong một mối quan hệ liên ngành, liên vùng nhằm sử dụng một cách hợp lý các tiềm năng tự nhiên, lao động, vị trí địa lý kinh tế, chính trị và cơ sở vật chất kỹ thuật đã và sẽ tạo dựng để mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao và nâng cao mức sống cho dân cư và đảm bảo sự phát triển bền vững của một lãnh thổ. Cấu trúc mạng lưới tổng thể không gian kinh tế xã hội tỉnh Sơn La được tổ chức phát triển dạng tam giác kết hợp ô bàn cờ, đảm bảo khoảng cách gần tương ứng, đi và đến rất nhanh giữa các trọng điểm kinh tế xã hội cực tăng trưởng. Theo đó, hệ thống cực tăng trưởng trong cấu trúc không gian kinh tế xã hội của Sơn La bao gồm các cực như cực trung tâm là thành phố Sơn La, cao nguyên Nà Sản, cực đối trọng là đô thị Mộc Châu, Vân Hồ và cực vệ tinh là các đô thị, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Phần 5. Phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn, các khu chức năng, kết cấu hạ tầng. Về phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, phát triển hệ thống đô thị tỉnh Sơn La hướng tới tiêu chí đô thị bền vững, thông minh, đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu, có trọng điểm phát triển cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có 16 đô thị, bao gồm 1 đô thị loại 2, 2 đô thị loại 4, 13 đô thị loại 5, đô thị hóa đạt tỷ lệ 20,6%. Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh có 17 đô thị, bao gồm 1 đô thị loại 2, 6 đô thị loại 4, 10 đô thị loại 5, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 25,8%. Xây dựng nông thôn tỉnh Sơn La theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2030. Về phương án phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trong thời kỳ quy hoạch hình thành và phát triển hai khu kinh tế cửa khẩu Lóng Sập, khu kinh tế cửa khẩu Trường Khương, hai khu công nghiệp gồm khu công nghiệp Mai Sơn, khu công nghiệp Vân Hồ và 15 cụm công nghiệp. Về phương án phát triển mạng lưới giao thông, tập trung phối hợp thực hiện các dự án giao thông của Trung ương đầu tư trên địa bàn như đường cao tốc Hòa Bình Sơn La - Điện Biên, cảng hàng không Nà Sản, nâng cấp mở rộng một số quốc lộ trọng yếu và triển khai các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Về phương án phát triển hạ tầng điện, nước, thông tin, truyền thông, thủy lợi, xử lý chất thải, phòng cháy chữa cháy được tích hợp đầy đủ trong báo cáo quy hoạch. Phần 6. Phương án phân bổ khoanh vùng đất đai. Nguồn lực đất đai phải được sử dụng hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm bền vững. Chỉ tiêu phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai đến năm 2030 của tỉnh Sơn La phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030. Trong đó, đến năm 2030,
đất nông nghiệp là 1.241.856 ha, đất phi nông nghiệp là 76.242 ha, đất chưa sử dụng là 92.791 ha. Phần 7. Giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch. Để thực hiện những mục tiêu đề ra, tỉnh Sơn La đề ra 7 nhóm giải pháp. Giải pháp về huy động vốn đầu tư, giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, giải pháp về môi trường, khoa học và công nghệ, giải pháp về cơ chế chính sách, liên kết phát triển, giải pháp về quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn, giải pháp về đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển, giải pháp tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt, có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, là căn cứ để triển khai lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Sơn La theo quy định của pháp luật có liên quan.